Thời gian qua, đặc biệt là trong 6 tháng năm 2024, đề án 06 tiếp tục được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và sâu sát của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, ban chỉ đạo đề án 06 tỉnh Lâm Đồng. Các cơ quan, đơn vị và các địa phương đã có sự chuyển biến về mặt nhận thức, thể hiện quyết tâm chính trị cao, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới trong triển khai và tổ chức thực hiện, và cơ bản đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra theo lộ trình kế hoạch. Chúng ta cùng nhìn lại những nỗ lực này qua phóng sự sau. Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ bàn làm, không bàn lùi, không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm. Trong những năm qua, đặc biệt trong 6 tháng năm 2024, cơ quan thường trực và các cơ quan đơn vị địa phương đã tăng cường ứng dụng các tiện ích của đề án 06. Nhiều tiện ích từ dữ liệu dân cư, căn cước, định danh điện tử được ứng dụng vào thực tế, giúp người dân, doanh nghiệp tại địa phương được tiếp cận và thụ hưởng ngày càng tốt hơn. Các bộ phận chuyên môn như tụi em thì dễ tiếp cận với các thông tin hơn và các thông tin đảm bảo chính xác hơn. Còn đối với người dân thì mọi thông tin đã được tích hợp ở trong căn cước công dân thì tạo cho người dân rất là nhiều thuận lợi, giúp giảm cái lượng giấy tờ mà khi người dân thực hiện các thủ tục hành chính phải xuất trình, cũng như là giảm cái chi phí công sức đi lại cho người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, các giao dịch dân sự. Thời gian qua, toàn tỉnh đã tiếp nhận 313.772 hồ sơ trực tuyến trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, số hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình là 88.183 trên 313.772 hồ sơ. 100% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến. 100% thủ tục hành chính được triển khai thanh toán trực tuyến đều phát sinh giao dịch. Hiện nay, toàn tỉnh hiện có 14 trung tâm giám sát điều hành thông minh đã mang lại lợi ích thiết thực cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh. Đợt này tôi ra làm thủ tục ở bên chỗ khu vực bộ phận một cửa thì được cán bộ nhân viên là hết sức nhiệt tình giúp đỡ và chỉ bảo đến nơi đến chốn ạ, để tạo mọi điều kiện để thuận lợi chúng tôi làm thủ tục. Đối với huyện Đam Rông, một địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh Lâm Đồng, và cũng là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, bao gồm người dân di cư tự do ở mọi miền Tổ quốc, cũng đã được quan tâm, hỗ trợ để được cấp thẻ căn cước theo luật mới. Ở đây cho thấy ứng dụng công nghệ số đã đi vào đời sống người dân, mang lại nhiều tiện ích cho người dân trong phát triển kinh tế xã hội và trợ giúp đắc lực cho đảng ủy, chính quyền cơ sở trong công tác quản lý nhà nước. Đến nay đã có gần 300 căn cước đã được cấp cho người dân vùng sâu vùng xa này. Khi mà triển khai căn cước thì chúng ta chỉ cầm một cái căn cước là chúng ta có thể thực hiện giao dịch và kết quả cũng như là tiến độ thì nhanh chóng hơn so với trước đây khi mà chưa triển khai theo căn cước theo luật mới. Khi mà các cháu mà có một cái căn cước công dân này thì nó rất là thuận tiện cho cái công việc đi lại tàu xe hoặc máy bay hoặc là đi khám chữa bệnh thì gia đình cũng rất là phấn khởi, rất là vui mừng. Đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành triển khai 14 mô hình, 17 mô hình đang triển khai, 2 mô hình đang chờ giải pháp kỹ thuật và đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai trong năm 2024. Theo đánh giá của Văn phòng Chính phủ đối với Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tỉnh Lâm Đồng được xếp loại tốt. Trong đó, nổi bật là mô hình số 22 về phát triển du lịch gắn với phát triển đặc sản vùng miền, hiện trên ứng dụng VNEID. Lâm Đồng là một trong hai địa phương đầu tiên của cả nước triển khai thành công khi đăng tải 7 bài viết quảng bá sản phẩm, các điểm du lịch của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế, du lịch tại địa phương. Lâm Đồng cũng được đánh giá là địa phương đi đầu trong công tác triển khai và đạt hiệu quả nhất trong 63 tỉnh, thành phố ở mô hình điểm số 9 về triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại nhà trọ, nhà nghỉ. Với số lượng lớn cơ sở lưu trú thường xuyên đăng ký lưu trú qua phần mềm ASM. Với chính quyền, ủy ban xã, thứ nhất là công tác tuyên truyền, thứ hai là công tác phối kết hợp với công an để mà làm chặt chẽ cho bà con, tránh cái tình trạng là sai tên, sai tội, sai họ cho bà con, để mà thuận lợi, giúp cho bà con thuận lợi về cái giao dịch. Nhận thấy đây là cũng một cái nhiệm vụ chính trị, thực hiện cái giảm thiểu cái thủ tục hành chính cho người dân, và ngành cũng rất quyết tâm thực hiện hưởng ứng cái ngày chuyển đổi số cũng như các mô hình, và mục đích cuối cùng cũng là tạo cái thuận tiện cho người dân, nên ngành cũng cố gắng sắp xếp, và phải nói là cái nhân sự là cái vấn đề khó cho ngành. Tuy nhiên thì tại trung tâm Dĩ Linh đã sắp xếp được ổn và chúng tôi sẽ cố gắng là nhân rộng trong các đơn vị y tế trong toàn tỉnh. Thời gian tới, Ban chỉ đạo đề án 06 tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc đề án 06,
trọng tâm như nhóm tiện ích phục vụ cung cấp dịch vụ công, nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nhóm nhiệm vụ phục vụ phát triển công dân số, nhóm nhiệm vụ hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, chú trọng công tác đảm bảo an ninh an toàn, công tác tuyên truyền thực hiện đề án, quan tâm về nguồn nhân lực thực hiện đề án, cũng như đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn việc triển khai thực hiện, để việc thực hiện đề án 06 tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Được thể hiện trên ba khía cạnh: xây dựng nền hành chính văn minh, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần phòng chống tội phạm.